Trong bối cảnh UEFA Champions League 2023-2024 bước vào giai đoạn sôi động với các trận tứ kết, một trận chung kết giữa Barcelona và Manchester City không chỉ là giả định mà còn là một trong những cuộc đối đầu được người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới mong đợi nhất. Lý do cho sự chờ đón này không chỉ bởi vì hai đội bóng này là những biểu tượng của bóng đá châu Âu với lịch sử và thành tích đáng nể, mà còn bởi vì họ đại diện cho hai phong cách bóng đá tinh túy, đỉnh cao của sự sáng tạo và chiến thuật. Barcelona với truyền thống vĩ đại và Manchester City, biểu tượng của bóng đá hiện đại dưới bàn tay của Pep Guardiola, sẽ mang đến những trận đấu đầy kịch tính và thu hút. Cuộc chạm trán giữa hai gã khổng lồ này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá thu hút sự chú ý của người xem không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả sự kịch tính của nó. Trong mùa giải này, Barcelona dưới sự dẫn dắt của Xavi Hernandez đã chứng kiến những thăng trầm đáng kể nhưng cũng không kém phần ngoạn mục. Dẫu gặp nhiều khó khăn, từ chấn thương của các cầu thủ chủ chốt đến những vấn đề ngoài sân cỏ, Xavi đã khéo léo lèo lái con thuyền Barca không chỉ trên phương diện chiến thuật mà còn cả tinh thần, giúp đội bóng giành được những chiến thắng quan trọng. Trong các trận đấu quan trọng, nhất là ở Champions League, nơi mà Barcelona phải đối mặt với các đối thủ mạnh như PSG, đội bóng đã thể hiện không chỉ sức mạnh về mặt kỹ thuật mà còn cả sự kiên cường và tinh thần chiến đấu. Chiến thắng 3-2 trước PSG không chỉ là minh chứng cho khả năng lật ngược thế cờ mà còn cho thấy khả năng phục hồi tuyệt vời của đội bóng dưới sự chỉ đạo của Xavi. Sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ đã tạo nên một Barcelona đầy hứa hẹn, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ thách thức nào. Nhìn vào những gì đã diễn ra, có thể thấy rằng dù đối mặt với nhiều thử thách, sự kiên định trong triết lý bóng đá và khả năng thích ứng linh hoạt với các tình huống khác nhau của Xavi đã và đang giúp Barcelona không chỉ tạo dựng lại vị thế của mình ở Tây Ban Nha mà còn trên trường quốc tế. Manchester City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola đã tiếp tục thể hiện sức mạnh và sự ổn định đáng kinh ngạc trong mùa giải này. Với một đội hình hùng hậu và chiến thuật chắc chắn, họ không chỉ đứng đầu Premier League mà còn thể hiện phong độ vững chắc trên đấu trường châu Âu. Đặc biệt, lối chơi của Manchester City luôn nổi bật với khả năng kiểm soát bóng vượt trội cùng với những đợt tấn công sắc lẹ đã giúp họ chiếm ưu thế trong hầu hết các trận đấu. Ở Champions League, hành trình của họ cũng khá suôn sẻ. Manchester City đã phải vượt qua các đối thủ nặng ký và màn trình diễn ấn tượng trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt đi là minh chứng rõ ràng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến thuật hiệu quả. Dù kết quả chỉ là trận hòa, nhưng cách thức mà họ chơi, kiểm soát thế trận và tạo ra cơ hội đã cho thấy rằng Man City là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Guardiola với kinh nghiệm và sự sáng tạo trong việc áp dụng các chiến thuật mới đã biến Manchester City thành một máy chơi bóng đa năng. Ông luôn biết cách tận dụng tối đa tiềm năng của các cầu thủ, đặc biệt là Kevin De Bruyne và Phil Foden, hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất đội. De Bruyne với khả năng kiến tạo và ghi bàn, cùng với tốc độ và sự nhanh nhẹn của Foden đã trở thành những vũ khí lợi hại trên hàng công của Man City. Ngoài ra, sự đa dạng trong lối chơi cũng là một điểm mạnh lớn của Manchester City. Họ có thể chuyển từ lối chơi tấn công rộng sang tấn công trực diện một cách mượt mà. Điều này khiến đối phương luôn phải đoán già đoán non về những gì họ sẽ làm tiếp theo. Sự linh hoạt này không chỉ làm tăng hiệu quả trên sân mà còn thể hiện rõ ràng tầm nhìn và chiến lược của Guardiola. Tuy nhiên, Manchester City không chỉ về kỹ thuật và chiến thuật. Đội bóng này còn được biết đến với tinh thần chiến đấu không bao giờ từ bỏ. Dù có thể bị dẫn bàn trước, họ luôn tìm cách lật ngược tình thế. Điều này đã được chứng minh qua nhiều trận đấu quan trọng. Sự kiên cường và khả năng phục hồi này là yếu tố then chốt giúp họ tiến xa trong mọi giải đấu. Sự kiện Barcelona gặp Manchester City tại Wembley trong trận chung kết Champions League 2023-2024 mang lại nhiều cảm xúc lẫn ký ức. Đặc biệt là khi nhắc lại trận chung kết năm 2011 giữa Barcelona và Manchester United cũng tại đây. Trận đấu hôm đó không chỉ là màn trình diễn đỉnh cao của bóng đá mà còn là sự khẳng định vị thế của Barcelona dưới thời Pep Guardiola. Khi họ đã đánh bại Manchester United một cách thuyết phục với tỷ số 3-1 để nâng cao chiếc cúp danh giá. Đêm đó, Barcelona không chỉ chơi bóng, họ còn thực sự nghệ thuật hóa trái bóng với một màn trình diễn tuyệt vời trước Manchester United. Dưới bầu trời London, Barcelona đã trình diễn một bản giao hưởng bóng đá, điều khiển trận đấu với thế trận áp đảo và kiểm soát bóng vượt trội. Lionel Messi, Xavi và Iniesta là những nhạc trưởng điều phối nhịp điệu của trận đấu một cách hoàn hảo, khiến đối thủ chỉ biết ngỡ ngàng nhìn theo. Bàn thắng của Messi là khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Một cú sút xa đầy quyết đoán đã vẽ nên dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử của câu lạc bộ. Chiến thắng 3-1 của Barcelona không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số mà còn là một chiến thắng về mặt nghệ thuật, khẳng định sự thống trị của họ trên đấu trường châu Âu. Giờ đây, với trận chung kết giả định giữa Barcelona và Manchester City, không khí tại Wembley dự kiến sẽ lại một lần nữa sôi động và nghẹt thở với hai đội bóng hàng đầu châu Âu. Điểm chung lớn nhất có lẽ là sự hiện diện của Pep Guardiola, người từng dẫn dắt Barcelona đến chiến thắng năm 2011 và giờ là huấn luyện viên của Manchester City. Pep không chỉ mang đến sự liên kết giữa hai trận chung kết mà còn là minh chứng cho sự phát triển và thay đổi của bản thân ông trong vai trò một nhà cầm quân. Đối với Barcelona, trận chung kết này cũng là cơ hội để họ khẳng định mình không chỉ sống trong quá khứ vinh quang. Dù không còn là đội bóng bất khả chiến bại như thập kỷ trước, Barcelona dưới thời Xavi vẫn là một lực lượng đáng gờm với lối chơi tấn công đẹp mắt và kỹ thuật cao. Sự kết nối giữa hai trận chung kết tại Wembley không chỉ là sự trùng hợp về địa điểm mà còn là sự tiếp nối cho truyền thống và sự đổi mới trong bóng đá. Nếu như trận đấu năm 2011 là dấu mốc của sự thống trị của Barcelona và triết lý Tiki-Taka, thì trận chung kết năm 2023-2024 hứa hẹn sẽ là cuộc so tài giữa hai triết lý chiến thuật tinh tế. Phản ánh sự phát triển không ngừng của môn thể thao này,
Các cổ động viên của cả hai đội bóng và những người yêu mến bóng đá chắc chắn sẽ được chứng kiến một trận đấu đáng nhớ, không kém phần căng thẳng và hấp dẫn như trận chung kết một thập kỷ trước. Nếu trận đấu này xảy ra, đây không chỉ là cuộc chiến giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu, mà còn là sự hội ngộ đầy thú vị giữa hai nhà cầm quân Pep Guardiola và Xavi Hernandez. Mối quan hệ giữa họ từng bắt đầu tại sân Camp Nou, nơi Guardiola, người thầy cũ, đã từng hướng dẫn Xavi, cậu học trò cũ, trong những ngày Barcelona huy hoàng nhất. Bây giờ, họ đối đầu nhau trên hai bên chiến tuyến, mỗi người dẫn dắt một đội bóng lớn của châu Âu. Pep Guardiola, với bản lý lịch đồ sộ về những thành công tại Barcelona và sau đó là Manchester City, luôn được biết đến với triết lý bóng đá sáng tạo và chiến thuật tinh tế. Ngược lại, Xavi dù mới chỉ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở cấp độ cao nhưng đã có vài thành tựu nhất định. Cuộc đối đầu này không chỉ là thử thách chiến thuật giữa hai thế hệ huấn luyện viên mà còn là cuộc so tài giữa hai phong cách bóng đá rất khác biệt. Dù kết quả như thế nào, trận đấu chắc chắn sẽ là một bài học về sự kính trọng lẫn nhau và sự phát triển không ngừng của bóng đá hiện đại. Trong bối cảnh Champions League năm nay, cuộc đối đầu giả định giữa Barcelona và Manchester City hứa hẹn sẽ là một trong những trận cầu kịch tính và đáng chờ đợi nhất. Manchester City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola không chỉ đang hướng tới việc bảo vệ thành công danh hiệu mà còn cố gắng tái lập thành tích hiếm có mà chỉ Real Madrid từng làm được, vô địch Champions League hai mùa giải liên tiếp. Tuy nhiên, Barcelona với bản lĩnh và truyền thống phong phú của mình hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ để ngăn chặn tham vọng này của đội bóng Anh. Điều này sẽ khá đặc biệt với những cầu thủ như Lamine Yamal hay Pau Cubarsí, những cầu thủ đã thể hiện phẩm chất của mình ở giải đấu này dù sở hữu độ tuổi chưa học hết cấp 3. Pau Cubarsí, người đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong mùa giải này với khả năng phòng ngự vững chắc và sự thông minh trong lối chơi, có thể trở thành chìa khóa quan trọng để ngăn chặn Manchester City. Cầu thủ trẻ này đã chứng tỏ khả năng đứng vững trước những đối thủ mạnh và trận chung kết nếu xảy ra sẽ là một thử thách lớn để anh khẳng định mình. Ilkay Gundogan, sau khi chuyển từ Manchester City sang Barcelona, có thể sẽ đối mặt với một tình huống đầy cảm xúc khi gặp lại đội bóng cũ trong trận chung kết Champions League. Cầu thủ này đã có những kỷ niệm đẹp cùng Man City, nơi anh đã góp công lớn giúp đội bóng giành được cú ăn 3 lịch sử. Giờ đây, trong màu áo mới, Gundogan không chỉ mang theo kinh nghiệm quý giá mà còn có cơ hội chứng minh mình cho những người đồng đội cũ trong một trận đấu đầy duyên nợ và ý nghĩa. Nếu trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Manchester City thực sự xảy ra, cảm xúc của Pep Guardiola chắc chắn sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Đối mặt với Barcelona, câu lạc bộ mà ông từng gắn bó như một cầu thủ và đã đưa lên đỉnh cao như một huấn luyện viên, đây sẽ là một trải nghiệm đầy cảm xúc cho Guardiola. Đây không chỉ là một cuộc chạm trán giữa hai đội bóng lớn mà còn là cuộc đối đầu giữa Guardiola và quá khứ của chính mình, nơi ông đã gặt hái vô số thành công và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Trong trận đấu này, Guardiola không chỉ cần phải vượt qua những cảm xúc cá nhân mà còn phải chứng tỏ khả năng lãnh đạo tài tình của mình, đối đầu với đội bóng đã định hình phong cách huấn luyện của ông. Dù là cảm giác nào chiếm lĩnh lòng Guardiola, dù là niềm vui chiến thắng hay nỗi buồn khi đánh bại ngôi nhà cũ, trận đấu hứa hẹn sẽ là một chương mới đầy ấn tượng cho sự nghiệp huấn luyện của ông, đồng thời cũng là một dấu mốc mới trong lịch sử bóng đá thế giới.